Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong. Thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người. Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng do an chương 2 từ câu 13 đến câu 25 chúng ta vừa được nghe công bố. Trinh yếu thuật lại biến cố Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem nhân dịp lễ vượt qua của người Do Thái. Và theo trình thuật của tin mừng Do An, đây cũng là lần đầu tiên Chúa Giêsu thi hành sứ mạng ngôn sứ của Ngài một cách công khai trong đền thờ. Nhưng thưa anh chị em, dường như lần đầu tiên này lại diễn ra trong một tình trạng không mấy nhẹ nhàng và êm ả. À. Chúa Giêsu tẩy uế đền thờ bằng những hành động mạnh mẽ và có lẽ đây là lần duy nhất tin mừng mô tả cho chúng ta một Chúa Giêsu nóng giận và hành động có vẻ bạo tay. Thưa anh chị em, tại sao Chúa Giêsu lại cư xử mạnh mẽ như thế? Điều gì khiến Chúa Giêsu phải làm đến mức này? Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng dừng lại suy gẫm qua một vài chi tiết được tác giả Tin mừng thuật lại. Chi tiết đầu tiên cho thấy thời gian Chúa Giêsu lên đền thờ là dịp lễ vượt qua. Lễ vượt qua xét từ nền tảng của nó là lễ hội kỷ niệm biến cố xuất hành của người Do Thái. Lễ hội này đóng một vai trò quan trọng trong đời sống người Do Thái, vì nó cử hành việc họ được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập và đất nước Do Thái được thiết lập như một dân tộc thống nhất, một đất nước có chủ quyền. Tuy nhiên vào thời của Chúa Giêsu, thưa anh chị em, lễ vượt qua đã phần nào mất đi ý nghĩa nguyên thủy của nó. Thay vào đó, lễ này dân chúng một lần nữa lại bị rơi vào cảnh nô lệ nghĩa là bị ràng buộc bởi những vật phẩm dân tiến rồi chính việc dân những của lễ bị biến thành miếng mồi cho người ta buôn bán kiếm lời và đền thờ nơi thánh thiêng để người ta tôn thờ chúa bị biến thành chợ búa với chuyện đổi hàng đổi tiền Thế anh chị em đối diện với điều thánh thiêng bị thương mại hóa như thế Chúa Giêsu ra tay hành động Tin mừng thuật lại khá cụ thể về hành động của Chúa Giêsu Khi Ngài chứng kiến đền thờ bị biến thành nơi buôn bán Chúng ta thấy Chúa Giêsu nổi giận và hành động quyết liệt Ngài lấy dây làm roi xua đuổi người buôn bán và xúc vật khỏi đền thờ hất tung bàn ghế của những người đổi bạc, tuyên bố một cách mạnh mẽ, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Hành động của Chúa Giêsu và cách nói của Chúa Giêsu xem ra mất hết sự điềm tĩnh, thậm chí là có phần bạo lực. Nếu ta nói theo ngôn ngữ dân gian chúng ta hay dùng. Tại sao thế? Tại sao Chúa Giêsu lại hành động mãnh liệt như vậy, thương bái chị em? Chúa Giêsu vào đền thờ dịp lễ vượt qua, nghĩa là lúc đáng ra phải có nhiều người đang thờ phượng Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu không tìm thấy người ta thờ phượng và tìm kiếm Thiên Chúa, mà toàn là những người làm ăn kinh doanh trong đền thờ. Đền thờ trở thành nơi buôn bán, nghĩa là nơi người ta tìm kiếm lợi nhuận. Thay vì là nơi Thiên Chúa hiện diện ở giữa dân người, đây mới thực sự là ý nghĩa khởi thủy của đền thờ thì đền thờ đã trở thành nơi hay phương tiện để người ta kinh doanh làm giàu, trục lợi từ những khách hành hương. Thuật lại thực trạng của đền thờ và cách phản ứng của Chúa Giêsu, Tin Mừng truyền tải đến chúng ta một số thông điệp đáng chú ý, thưa anh chị em. Chúa Giêsu loại trừ một kiểu tôn thờ Thiên Chúa bị hư hoại từ trong bản chất của nó nghĩa là thay vì tôn thờ Thiên Chúa, người ta biến Thiên Chúa thành phương tiện làm giàu. Chúa Giêsu không đồng tình với những người lãnh đạo đền thờ, vì họ đã lạm dụng chức quyền của mình để thu lợi cho cá nhân hay cho nhóm mình. Chúa Giêsu không ủng hộ việc tôn thờ Thiên Chúa chỉ bằng những lễ vật dâng cúng hay bằng những đồng tiền dâng nộp vào đền thờ. Tại vì nếu chỉ như thế chẳng lẽ mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người được thiết lập chỉ bằng vật phẩm dâng tiến sao? Chúa Giêsu phản đối việc dùng thực tại thánh thiêng như những mồi câu để dẫn dụ người ta nhằm trục lợi cho mình. Điều này có khác gì dùng chính Thiên Chúa như món hàng để kiếm lợi? Không thể chấp nhận thứ quyền lực tôn giáo mà đã lạm dụng người tin qua việc kinh doanh những điều thánh thiêng thương bà anh chị em. Từ những sự kiện và ý nghĩa mà chúng ta vừa suy gẫm trên, chúng ta có thể rút ra ít nhất ba chỉ dẫn quan trọng và căn bản cho đời sống đạo của mỗi chúng ta. Điểm thứ nhất, hãy trả lại cho đền thờ giá trị và ý nghĩa nguyên thủy của đền thờ đền thờ là sự hiện diện của thiên chúa giữa dân người là nơi diễn tả vinh quang thiên chúa là nơi cho thấy thiên chúa luôn yêu thương và chờ đợi con người quay về với ngài vì thế đừng biến đền thờ thành nơi kinh doanh trục lợi về tiền bạc hay danh tiếng thưa anh chị em ở điểm thứ hai đền thờ theo nghĩa lều tạm trong cuộc xuất hành của người do thái là nơi thiên chúa đồng hành và hướng dẫn dân chúa theo nghĩa này đền thờ là nơi con người đi lên gặp gỡ thiên chúa và thiên chúa đi xuống gặp gỡ con người như thế phải làm sao để đền thờ của giáo sứ hay của cộng đoàn hay nơi chúng ta ở đền thờ phải được trở thành điểm hẹn của tình yêu của an bình. Và điểm thứ ba, bằng việc tẩy uế đền thờ, Chúa Giêsu đưa dân người ra khỏi cơ cấu và hình thức tôn giáo sai lạc mà họ đang bị lệ thuộc. Một sự thờ phượng hủy hoại dân chúng bằng những lễ nghi, sự cúng nộp vật phẩm và sự trục lợi, điều khai thác qua chính những điều thánh thiêng theo nghĩa này, chúng ta được mời gọi đừng biến Thiên Chúa thành một vị vua hà khắc, luôn đòi hỏi những lễ vật dâng tiến mà hãy loan truyền về Ngài như một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa luôn tha thứ vô điều kiện, một Thiên Chúa ban tràn trào sự sống cho chúng ta. Anh chị em thân mến, trong tâm tình mùa chay, khoảng thời gian của sám hối và hoán cải, chúng ta xin chúa soi sáng tâm lòng ta ban thần khí ngài trên mỗi chúng ta để chúng ta duyệt xét lại cách chúng ta đang sống đức tin của mình mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình tôi có tôn thờ thiên chúa theo cách mà thiên chúa muốn chưa hay tôi vẫn bị nô lệ cho những hình thức bên ngoài việc tôi đến nhà thờ là để gặp gỡ chúa trong thân tình con thảo hay vì tôi sợ mà xấu xa hơn tôi tự hỏi nhà thờ còn là nơi thánh thiêng đối với tôi hay không xin thiên chúa hướng dẫn soi sáng cho chúng ta xin mẹ maria mẹ hàng cứu giúp luôn đồng hành cùng với mỗi người chúng ta trên con đường lữ thử trần gian trong đức tin hướng về thực tại trên trời mà Chúa hằng hứa ban cho chúng ta. Amen.